Dạ, em xin chào tất cả các cần thủ đã quay trở lại với video mới của em. Video này là video tối thứ hai trong ngày nha. Thì hồi sáng em có lên một lô cần câu đó, các anh cứ tham khảo ha. Và video này em gửi đến các anh có cần câu máy, cần thuộc loại cần câu rút, cần câu hay chi thì câu bè. Ngày hôm nay em gửi đến các anh những mẫu cần carbon 5 cây nha các anh. Có hai cây giống nhau này, Daiwa này, và hai cây cần một cây mét 8 và một cây của Ryobi mét 8, có một cây 2m4 nữa. Kèm theo đó là cần câu tay lóng ngắn cho các anh về các anh câu đơn đài, một cây cần câu ba khúc, cần đánh săn hàng nha. Và hôm nay em có cần câu 6m3, Splitter, Shimano, cần cắm gốc, cần câu hai khúc, câu tra, ISO và hai cây cần câu lua máy đứng máy ngang của Shimano nha. Rồi, thì các anh mua hàng bên em thì các anh biết rồi, bên em giao hàng toàn quốc, các anh nhận hàng được kiểm tra. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Các anh cứ liên hệ em để em tư vấn cho các anh kỹ càng hơn, để mình ví dụ như các anh lấy cái cần này mà muốn câu thể loại kia thì nó không hợp, thì phải tư vấn kỹ càng hơn ha. Rồi anh nào đã biết rồi thì các anh cứ trực tiếp đặt hàng thôi. Cái cần đầu tiên thì em gửi đến các anh một mẫu có xuất xứ từ China, xuất Nhật ha. Nó in đây nè. Cái cần này thì dài 3m9, độ cứng cần là 25 ha. Màu còn đẹp ha. Ta kết là hàng tốt cho mình các. Mấy cái này là hàng ship Nhật về không á. Còn khoen của nó em đã xử lý rồi, nó còn nguyên vẹn và đây, sáng đẹp hết ha. Cái này thì hiện tại là cái bát gặp Fuji FS6 nha. Con máy con càng này các anh gắn máy 2.000 cho đến 4.000 giúp em là vừa. Này, bên trên có hai kênh chạy nè. Cái này ngon, có thông số đầy đủ cho mình biết luôn. 3m9 cứng 25. Cái càng câu rút tổng cộng là có 4 lóng. Canh về câu đơn ngâm lăn xe giúp cho em. Câu sông câu hồ. Ha. Này anh nào muốn tập đánh lục, đánh lục đầu càng gần bờ thôi, sát bờ là được nha. Còn đánh đơn ngâm lăn xe thì đánh thoải mái. Cái này thì em bán cho mình 300 nha. Đường kính ngọn 2.2 ly, trọng lượng 347 g. Độ cứng rơi tầm là 25 nha. Mã số 1 300k. Hôm nay có 3 cây các anh. Đây xem mã số 2 nè. 39 nè ha. Đó, cũng cứng 20-25 luôn. Cái này thì được cái bát nó to hơn, bát số 7 nha, Fuji FS7, có thể gắn máy từ 2.000 4.000 nè cho đến tặng là 7-8.000 đều được. Cũng là phôi phíp Nhật nha các anh. Màu nước sơn sáng đẹp nè. Anh nào chuyên câu ngâm á, các anh ngâm nhiều cần á, thì chơi cần 3 cây cũng được. 3 cây em miễn phí ship cho các anh. Này, ngọn to đẹp luôn. Nói chung là hàng thì không bị lỗi lầm nha. Đó. Nhãn hàng thì mình được kiểm tra thêm một lần nữa. Này cũng cứng cao đấy, ngọn rất là to. Này ngọn hiện tại là 2.6.7 ly lận các anh. Còn đường kính trọng lượng là 491 g nha. Mã số 2 giá 300 luôn. Số 2 300. Sang số 3 nè. Cây tiếp theo nè. Cây này có thương hiệu Pro Madine các anh. Đây là thương hiệu Nhật Bản. Dài 39 cứng 30 nè các anh. Bát gập nha. Bát này bát hạng. Nó bằng bát số 7 nha. Bằng bát Fuji FS7 đó. Đây là bát hạng. Khoen sáng đẹp hết rồi. Không cần lo ha. Khoen này, cái chân khoen của nó là kim loại á, các anh đánh nó không có gãy nổi được nhiều ha. Nó có bị giống như những cái khoen mụ. Khoen mụ thì nó rất là dễ vỡ. Này thì ngoại hình nước sơn có xước nhẹ thôi, vài điểm thôi ha. Nó câu cá nó chống cằn dưới đất á, câu nó cà nó xước sơn. Rồi 39 cứng 30. Đường kính ngọn 2.5 ly, trọng lượng 467 g. Mã số 3 giá 300. Số 3 300.000. Sang số 4 thì em gửi đến các anh những mẫu cần carbon nha. Những cây này thì cộng câu sông hồ luôn, câu nhẹ nhẹ thôi. Cái này nó gốc nhỏ, trọng lượng nhẹ ha. 2.2m4 này, cây này câu cá 5kg độ lại thôi. Này của hãng Olympic ha. Cần carbon dài 2m4. Bát là bát Fuji. Bát còn nguyên vẹn, không lỗi. Cần đã qua sử dụng nha. Này khoen đã được thay hết ha. Khoen hàng nhưng mà chất liệu cần làm bằng carbon và cái ngọn của nó còn nguyên bản. Này. Phôi carbon sống toàn thân nha. Chất liệu carbon. Đấy, sống toàn thân nha. Rồi, cây này cứng 15 can. Can này câu chép trôi này, hoặc là cá bè được. Ngọn cần 2.3, trọng lượng 105 g. Cần này em bán cho mình là giá 450 nha các. Nó thay khoen em không để giá 600 được. Này bán 450.
Rồi, chơi mã số 4, 450.000, cần carbon Olympic, hàng nội địa Nhật Bản. À, cái tiếp theo cũng là Olympic nè các anh. Cái cần này thì nó dài 3 mét nha. Này dài 3 mét. Bát Fuji các anh. Bát còn nguyên vẹn không đổi lầm nha. Đó. Dạng khoen thì nó là khoen Fuji các anh. Đây khoen Fuji nè. Có cái đầu bô đã đổi bô đen nè. Bên trên hai khoen chạy. Phôi sóng toàn thân đó các anh. Nó do cái ánh đèn á, nhiều khi ánh đèn nó làm mẫu nó màu đen. Nghiêng lại các anh thấy là màu ghi ha. Rồi, nước sơn bên trong ngon lành, không xước nhiều. Đây, còn bóng luôn. Cũng là cứng khoảng 15-20 nha các anh. Chiều dài 3 mét. Cái này em bán cho mình là 500 nha các anh. Cái này dài 3 mét. Dài hơn 2 lần. Có cái mẫu 2m7 nữa. Rồi, đường kính ngọn 2.3, trọng lượng 170g. Mã số 5. 500k. Rồi, em sang mã 6 nha. Em gửi đến cái một cây 4m5. Hàng bãi Nhật này, chất liệu carbon nè. Này có cái hạn độc lạ lắm các. Ở đây nó dính keo thôi, em chưa kịp vệ sinh hết ha, nốt ha. Đây. Bát vặn. Khoen là khoen hạn, khoen thường của cần luôn. Chất liệu là cần là bằng carbon nha. Carbon sóng toàn thân các. Hàng bãi Nhật nó về còn ngon lành. Không lỗi nè ha. Nước sơn màu đen hết. Nước sơn nó còn bóng chứ. Đây. Còn bóng luôn. Ngọn cần đây. Cái này dài 4m5 các. Để em rút ra em xem cái độ cứng của nó bây giờ là bao nhiêu nha. Ô cái này thì các anh câu tay trợ máy hoặc là câu ISO nha. Và nó có cái khoen lớn, các anh có thể đưa ra xa được một tí. Cái này độ cứng của nó như độ cứng thực của trên cần luôn, cứng 2. Thì so với cần ISO khoen lớn thì nó thấp hơn độ cứng 3 nha. Còn nó cao bằng số 3 của độ cứng của ISO khoen bé. Cái này thì câu tay trợ máy đều ngon. Rồi, đường kính ngọn cần là 1.9 ly, trọng lượng 284g. Cái này em bán 450, cần carbon nha. Mã số 6, 450.000. Rồi em sang mã 7 thì gửi đến cái một cây 5m4 độ cứng 3 này. Cái này hàng xuất xứ là Hàn Quốc xuất Nhật nha. Có tổng cộng 6 lóng. Bát vặn Fuji Deal Six nè các anh. Em quay cho các anh xem. Đó, bát vặn của cần. Bát đẹp chưa? Bên dưới đóng chữ Japan luôn nè. Rồi, chất liệu carbon. Pro Game, cái này về câu đơn ngâm lăn xe đều được. Cái này cứng 3 thì các anh có thể câu mềm một tí. Đánh cá lớn thì thoải mái nha. Ngọn của nó là ngọn sắn toàn thân. Nước sơn của cần là màu ghi các anh. Màu ghi ha. Này cứng 3. Đánh ISO, đánh trợ máy là ngon. Bên dưới lóng 2 nó có vài điểm xước nè. Này vết xước nè các anh. Vết xước nè ha. Đây là ánh đèn. Đây vết xước nè. Ít thôi, nhưng mà nước sơn là rất là bóng nha. Cần đa thẳng cho mình. Rồi, đường kính ngọn cần 1.6 ly, trọng lượng 396g. Cái này em bán cho mình là 550 ha, 550 thôi. Này, khoen bát Fuji. Trên mã cần câu số 7, 550.000. Em sang mã 8 nha. Cái này gọn gàng luôn các. Quá gọn gàng. Cái này dài 3m, độ cứng 20 của thương hiệu Perdiot nha. Perdiot. Nước sơn còn đẹp, hàng made in China xuất Nhật. Đây là hàng xuất Nhật Bản, rất là ngon nha. Đế còn nguyên vẹn. Bát gập Fuji FS6. Cái này các anh về câu sông hồ thoải mái, đánh dịch vụ tự nhiên đều được luôn. Này, sáng đẹp hết các. Này, câu nhẹ nhẹ, câu đơn, câu ngâm, ngâm chùm nho, ngon lành luôn đó các anh. Sơn đẹp. 3m, tổng cộng là có 4 lóng các. Tức có nghĩa là cái chiều dài thu gọn của nó là ngắn hơn những cây bình thường nha. Này 4 lóng nè. Cái này em để giá mình 590 nha. Đường kính ngọn 1.9 ly, trọng lượng 176g. Cho em mã số 8, 590k. Rồi em sang mã 9 gửi đến các anh cần câu tay nè. Câu tay ha. Hàng bãi Nhật. Về thì xước thì có xước chứ lội thì không có ha. Em qua kiểm tra hết rồi. Có ngọn đặc. Cái cần này thì nó dài là 4m2, có độ cứng khoảng 3H. Về vẫy rô và giết nè, phôi nó xoắn. Đây hàng
đầu bu còn nguyên vẹn luôn, là từ Nhật Bản là người dùng tới bây giờ luôn đó ha. Ngọn càng ngọn đặc phôi carbon này, từ lóng thứ hai là đã xoắn rồi, nước sơn của chung màu luôn rồi ha. Bên trên ngọn đặc thì nó không thể nào mà nó làm giống được. Ngọn đặc thì đa phần là nó màu đen, màu ghi, hoặc là nhiều cây cần nó có sơn màu theo cái nước sơn của cái phôi lóng gốc luôn. Hàng hiện tại không lỗi nha các anh. Da cần rất là thẳng luôn. Này nảy nữa, này 3H nảy. 4m2, thu gọn của cần là 57 cm. Cái này thu gọn 57 cm nha. Đường kính ngọn 0.7 ly, trọng lượng 135g, giá là 590. Cái cần này mã số 9590K, cần carbon. Sang mã 10, mã 10 ở đây phần băng keo này mình có thể vệ sinh lại được, bởi vì họ dán cái băng keo, họ dán cuộn ở đây nè, để câu cho nó bền lâu tí. Cái này thì bên dưới đế của nó đây, đế như vậy ha. Cục cao su to này. Tay cầm thì nó nhỏ lắm các. Cần này là của Suzumi nha, đây. Suzumi thương hiệu nội địa Nhật Bản. Chiều dài cần là 4m5, ghi tại đây. Cái cần này độ cứng của nó để em xem. Này đặc biệt nó có hai tem vàng. Hàng không lỗi, đầu lóng rất là đẹp. Nè, tất cả đầu lóng rất là ngon nha. Đấy, sáng sáng luôn. Bên ngoài xấu chứ bên trong đẹp. Ngọn đặc. Đấy, về vẫy rô giết ngon ha. Ngọn rất là đặc luôn nè. 4m5, lóng đẹp chưa? Bên trong cái này nó rất đẹp cơ. Nó còn bóng, còn sáng cho mình. Đây. Màu nâu nha, chủ đạo của cần là màu nâu. Cái này thì về vẫy rô giết đánh cá suối được nè các. Này cứng khoảng tầm 3H nha, tầm 3H. Rồi, đường kính ngọn là để em đo tí. Ngọn cần 0.6 ly các, trọng lượng 116 g, thu gọn 54 cm. Chất liệu carbon, giá bán 480. Cho em mã cần câu số 10, 480K. Rồi tiếp theo em gửi đến các anh một cây cần câu tay Harmon vàng nha. Cây cần này dài 5m4 đó các anh. Cây này thì anh nào muốn đánh cá nhỏ cá lớn thì đều được nha. Cây cần này thì dài 5m4, thu gọn là 72cm đó các anh. Đây là hàng em nhập được thanh lý thì em để giá thanh lý tốt cho mình nha các anh. Chất liệu của cần là carbon xoắn toàn thân luôn. Đó. 5m4, lóng thì thu gọn không ngắn không dài là 72cm cho phần thu gọn lóng nha. Ngọn cần là ngọn đặc, nó cứng cáp lắm các anh. Này nó cứng hơn những cây kia luôn ha. Ngọn này nó khoảng 1 ly, tầm là 0.9 đến 1. Phôi thì nó carbon xoắn toàn thân rồi. Và độ cứng của nó là tầm 4H cho mình đó các. So với cần câu tay đơn đài luôn là 4H nha. Này ra rất là thẳng. Về mình câu cá gì cũng được. Đầu lóng đen ha. Đánh dịch vụ tự nhiên đều ok. Chất liệu là bằng carbon xoắn nha. Em đọc lại thông số. 5m4 thu gọn 72cm, ngọn 0.9 ly, trọng lượng 203g. Cái này em bán giá là 360 nha. 360 hay 309 nha. 306 đi. Rồi chơi mã 11 nha. 306 cho cây 5m4. Em sáng 12 thì một cái bạn tốt rồi. Cái bạn Shimano rồi nha. Cái Shimano này. Cái này thì xuất xứ là China xuất Nhật nha các. Có mã code này. Cái Shimano bạn đời cao. Dòng ZG này, dài 6m1 lận. Cái này các anh có thể câu được 5m7 và 6m1 vì nó có chế độ zoom tại đây. Zoom tại đây. Đó. Mình có thể câu ngắn câu dài. Hàng có tem vàng đầy đủ nha các. Mã có tem vàng. Cái này nó có đi kèm một cái túi vải luôn nè. Mà nước sơn cần còn đẹp lắm. Đây, tất cả đầu lóng rất là ngon. Sáng bóng luôn. Ngọn cần là ngọn đặc nha. Đây, cây ngọn đặc của Shimano này. Đầu lóng thứ hai là đầu Shimano rồi nè các anh, để ý lúc nào nó cũng làm cái đen cái bên trên đầu này, xuống dưới đây là màu ghi ha. Đó, đen và ghi nè, tất cả luôn ha, tất cả đều có. Này, cái này làm to nó làm nó dễ thấy hơn nè. Cái này ra thẳng lắm các anh, nhưng mà thì cái độ cứng thì tùy thuộc vào các anh. Anh nào thích đánh cảm giác thì lấy cái này, lóng ngắn mà lúc nào nó cũng không có cứng giống những cái lóng dài đâu nha. Này cứng khoảng 3.5H nha các. Dài 5m7 và 6m1. Ngọn 0.8 ly. Trọng lượng là 190g. Thu gọn là 50cm. Thu gọn rất ngắn. Cái cần này em bán 1.850.000 nha. Mà số 12 1.850k.
Rồi size 13 là một cây mini này cho cá nhỏ gọn đi về câu nè. Cái này chất liệu phíp nha. Cái này thì về câu tôm, câu mực, lu mực này, đánh lu lóc này, tại mồi mềm nhá, ít hơi, hoặc là câu bè, câu đơn, câu ngâm đều được hết các. Dài 1m8 nha. Có tiêm vàng rất đẹp. Tay cầm được bọc mút bát vặn. Độ cứng cao nữa, cái này độ cứng trên 25 là 30 là cứng cao rồi, cái này tầm 25 cho đến tặng là 30 nha. Có ngọn càng là ngọn đặc luôn. Nước sơn là sáng đẹp. Đây. Đó, ngon chưa? Câu bè, câu suối đều được hết các. Câu ao hồ ở tại nhà cũng được nha. Này câu ao hồ, câu sông đều được nè. Sông thì sông nhỏ nhỏ, mình sông lớn thì mình câu gần thôi ha. Đường kính ngọn 1.5, trọng lượng 135 g. Càng này em bán cho mình là 200. Thu gọn là 53 cm, mã 13 giá 200k. Càng có tem vàng chuẩn luôn. 13. Rồi sang 14 gửi đến các Heichi nè. Hôm nay có hai cây là đai hoa luôn các. Hai cây đai hoa này á, em so sánh cho các anh, nó làm khác nhau là ở chỗ, vì sao? Vì nó làm khác khác thời gian cho nên nó làm khác ha. Và cái cây kia là cây hai ngọn nhưng mà hiện tại nó còn một ngọn thôi. À, cây đầu tiên đi. Cây đầu tiên là mã số 14, Heichi đai hoa. Heichi cho các anh câu gì? Câu cá đô, cá chê, câu ao hồ gần nhà cũng được, hoặc là đi câu bè nha. Chủ yếu là câu bè là ngon nhất. Đây. Cái cần dài 1m8 nó có hai ngọn lợn nhưng mà hiện tại là nó còn một ngọn thôi. Cái này một cây độ cứng 20, cây độ cứng 30 nè. Đó, nói tóm lại thì ở tầm đó nha. 20 30. Rồi, hàng rất là đẹp các anh, còn mới lắm. Bạn Korea xuất thị trường Nhật, có mã có tem vàng luôn. Anh nào muốn chơi hàng cao cấp thì dùng những cái này thì nó đáng giá, đáng đồng tiền lắm các anh, bởi vì thương hiệu nổi tiếng nè. Khoen bát Fuji nè ha. Sáng đẹp luôn. Bát Fuji stainless, bát số 6 đó. Gắn máy tròn, máy ngang, máy đứng đều được. Bo chống nổ, đầu bu đây. Còn nguyên vẹn, không lỗi lầm nha. Và nó là ngọn đặc đó các. Nó tháp ở đây nè. Cần Heichi lúc nào là cũng có tháp hết nha. Heichi ngọn đặc để cho cái câu bè câu được. Đánh cá panh nâu gì, cá hói đều được nha. Rồi, cái này sáng sủa. Chiều dài 1m8, đường kính ngọn 0.9 ly, trọng lượng 192 g. Giá bán là 680 ạ. Mã 14 nha, cần carbon 680.000. Sang 15 nè. 15 là cây này là dài 1m8, cứng 15 nè các anh nha. Cây này độ cứng thấp hơn nè. Cái góc bên dưới nó cũng nhỏ luôn. Đây, rất là ngon ha. Bát là bát gập rồi. Fuji đời cao rồi. Bạn Korea xuất Nhật, có mã cốt tem vàng. Này nó đặt tháp luôn phụng ra đây nè nha. Bên trên là ngọn đặc. Anh nào muốn câu cảm giác giống như cần Ikeda một tí á, thì lấy cây này. Cây này độ cứng nó thấp. Ngọn 1 ly, trọng lượng 106 g. Cái này em bán giá là 690 nha. Nó là 690. Trên mã 15, 690.000. Rất là nhẹ. Rồi sang mã 16. Cái này cái phôi nó dày nè ca. Cầm lên tay là biết luôn. Cái này thì chất liệu carbon nha. Hàng bãi Nhật đó. Dài là 1m8. Cái này thì sở hữu khoen bát là Fuji luôn nha. Bát nó thì đời thấp hơn cái cây cái bát Fuji stainless. Nhưng mà cái khoen là giống nhau. Này phôi carbon ha. Khoen bát Fuji đến từ hãng Westnow. Keo chỉ là còn nguyên vẹn của một cái cần hết. Ngọn đặt tháp luôn nha. Lúc nào Heichi cũng là đặt tháp Long Phụng đây. Em mời các anh xem. Cái này thì hàng sản xuất là China xuất Nhật nè. Độ cứng là 20 đến 50 nè. Em để giá là 430. 1m8 cứng 20 đến 50. Đường kính ngọn 1.2 ly, trọng lượng 190 g. Cái này em bán giá là 430.000 nha, cho em mã 16 ạ. 16 430. Rồi sang 17 là một cây của hãng Ryobi. Cái này thì ngoại hình nó hơi xước nhẹ ha. Hơi xước. Cần nó cũng đã qua sử dụng rồi. Chiều dài là 1m8 cho cây Ryobi này. Độ cứng khá là ổn định đó. Cái này độ cứng khoảng 30-40 đó các. Hàng có tem vàng nha, tem to. Đế thì đế mái chiều gỗ nè, xéo xéo nè, có thể chèo được nè. Nói chơi gì thôi các anh. Nó nhỏ nhỏ thôi mà, nó không có to giống mái chèo được. Rồi, bát Fuji, khoen Fuji nha. Khoen Fuji lòng xứ xám đó, khoen tốt, ngọn đặc, còn nguyên vẹn nè, không lỗi lầm. Chỉ có hàng qua sử dụng thì nó sẽ có xước nè, xước này xước kia nha. Nhìn nó vậy thôi chứ chất lượng thì khỏi bàn. Khoen nó còn nguyên vẹn luôn ha. Đường kính ngọn 1.2, trọng lượng 159 g.
mà 17. Em bán giá là 460 nha, 17 460k. Ryobi ạ. Rồi sang 18 gửi đến các anh một cây ngon, cây này Shimano này. Đây, 18 Shimano này ha. Cây này dài nữa, cái này dài 2m4 luôn, cứng 30, bản Kodia xuất Nhật, có mã code vẫn còn tem vàng nha. Bát gặp Fuji Standard, nó bằng giống như cái bát Daiwa luôn. Đây. Nhưng mà nó màu đen nha. Nó cũ hơn thôi. Khoen Fuji, bát Fuji. Đó, em soi rõ các anh thấy rồi, cái khoen với chị đều tất cả đều là nguyên vẹn của một cây cần hết. Không lỗi đâu các anh. Đầu cũng vậy nha, chị này chị zin luôn đó, không phải chị tự buộc đâu. Hay chi mà. 2m4 cứng 30, cái này ngọn cần em đo là 1.3, trọng lượng 154g. Cái này với chất lượng Shimano này mà em bán giá 500 nha. Quá tuyệt vời. 500k cho em mã 18. 2m4 500. Rồi sang 19 ạ. 19 gửi đến các một cây cần câu to sang hàng đó. Cái này anh nào về câu lục thì câu ha. Cái này hàng to sang hàng á, đánh bom mè, đánh ba tiêu, đánh lục đều được. Cái này trọng lượng của nó cao thôi, bởi vì cái này là một cây to của thương hiệu Olympic. Và cái phôi của nó là phôi carbon fiber nha. Carbon fiber. Bát gặp Fuji FS8. Đây, người dùng là buộc nè ha. Cao thấp gì thì các anh về tự chỉnh sửa. Nó carbon fiber nha. Ngọn rất là to luôn. Độ cứng là 33. 33 nha, tầm 33 trở lên rồi. Này thì đi lên dàn khoen là dàn khoen Fuji Gold loại xứ xích nha. Fuji cánh bướm luôn đó các anh. Khoen nó to lắm. Đây. Hiện tại là có tổng là 4 khoen. Đầu bu này to được. Sáng đẹp luôn, khoen Fuji luôn nha. Bắt gặp Fuji GS8 thì các anh có thể gắn máy lớn được. Đánh sang hàng đánh cá to cả. Này để dài bao nhiêu em cũng quên, để em đo thử xem ba khúc ráp lại thì mình biết à. 3m6, 3m9 gì đây. 1m4 nha các, 1m4 tức có nghĩa cái này hiện tại là 3m9 nha. 4 3m9, 3m9 4m đó. Đó. Hàng phôi này là phôi Nhật Bản luôn nha các. Này em đọc thông số các anh biết là bất ngờ, ngọn nó to lắm, 5.6 ly, trọng lượng là 808g, còn gốc là 27.7 nha. Căn này để giá 1.550.000. Rồi bao nhiêu rồi, mã số bao nhiêu rồi nhỉ? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mã 19 ca. Cho em mã 19 cây ba khúc này 1.550.000. Mã 20 em gửi đến canh một cây cần súp này. Anh nào không chê ngoại hình lấy cái này. Này hàng bãi Nhật New White Súp. Súp cần rút đó các anh. Đánh lăng xê, đánh lục đều được. Hoặc là con ngâm nha. Ngoại hình nó có xước, anh nào không chê thì mình lấy. Bát gặp Fuji FS7 nè. Nguyên vẹn chưa hạ luôn nha. Dàn khoen cần đều là Fuji hết cả. Khoen còn ngon lành luôn nha. Còn cái khoen này em sẽ thay cho. Kệ nó. Đậu bu ngon lành luôn nè. Hả? Rồi, ngọn nó ok, không lỗi lầm nha. Không lỗi lầm. Ngoài thì sẽ có vài điểm xước thôi. Nói chung là cần nó qua sử dụng ở đây nè. Có cái góc thứ hai nè, nó chống cần đó các. Đây, mặt trên nè. Đây, nó xước ha. Để giá tốt cho các anh về chơi thôi. Này, về anh nào không thích thì cứ sơn lại, xịt bóng vô là được. Còn hiện tại là không lỗi lầm, không gãy ha. Khoen bát đều là Fuji. Cái này em bán 580 nha. Cho các anh câu súp chơi. Cái này 3m9 cứng 25, mã 20, 580.000. Rồi sang mã 21 gửi đến các anh một cây có phôi gốc là phôi gì đây? Sắn vảy cá các anh này, sắn ít vảy cá này. Cần này thì cũng ngoại hình thì cũng xước xước thôi ha. Chiều dài cần là 3m9 đó các. Một cây super dim carbon. Hàng có tem vàng đầy đủ. Này, Supreme Carbon có tem vàng. Bát gặp nguyên vẹn nha. Chưa hạ. Đó, khoen bát cần này là Fuji nha. Có hai khoen chạy bên trên. Này cũng đủ cứng 25 ca. Cái này thì nước sơn đẹp à. Phôi sóng toàn thân luôn. Tổng là có 4 lóng. Này phải 39 nha. Này như 4m2
Cần này ngọn cần hiện tại là 2.4 ly. Còn trọng lượng của nó là 300 g các. Này 42 các. Này nhẹ ha, cho anh nào câu bồng bền. Giá 750. Mã 21 750.000. Sang 22 gửi đến các một cây cần câu tay bại Nhật nha, cái này hơi cũ tí. Này dài 4.5 đó, độ cứng khoảng 3H. Bên dưới đế của nó có cái khoen để các anh buộc bảo hiểm nè, và có lỗ thoát nước luôn. Chất liệu carbon sóng toàn thân. Này, nhìn nước sơn nó hơi cũ nè các. Tất cả đầu đóng ok nha. Đây. Ngọn đặt nè. Cái này nguyên cái ngọn là đặt luôn các. Đó. Phôi sóng toàn thân. Ồ, nước sơn ok chưa? Đó, nói chung là hàng nè, nó nguyên vẹn luôn các. Cái màu của nó cũ theo thời gian thôi nhưng mà xước thì không đáng kể. Sáng chưa? Rồi 4.5. Cái này thì để giá theo tình trạng là hiện tại là bán 590 nha các. 4.5 3H ngọn 0.7 ly, trọng lượng 158 g. Mã 22 590k. Rồi em sang 23 gửi đến các anh một mẫu cần câu tay 4m nha. Cái này là hàng đến từ thương hiệu Daiwa, đây là một mẫu VIP nha các anh. Hiện tại có túi vải và có cái nắp chụp luôn. Cái này thì dòng Daiwa On Rounder nha. On Rounder. Mã cốt tem vàng tại đây. Hàng China xuất Nhật, chữ đỏ nha, có tem vàng. Đây thương hiệu Daiwa. Cái này ra là rất là thẳng và nhẹ luôn các anh. Đế Daiwa nha, có cái lỗ có khoen buộc bảo hiểm nè. Đấy, hàng ít sử dụng. Nước sơn màu ghi và màu màu đen. Ra rất thẳng các anh. Đánh rô giết mà đánh lâu dài là bền luôn đó. Cái này thì ngọn là ngọn đặc. Và có tháp long phụng nha. Này tháp rất là ngon, là mượt mà luôn. Phôi bên dưới là sẵn nè. Đây. Cái này đẹp lắm các anh. Còn rất đẹp nha. Nước sơn là sẵn và bóng hết. 4m. Siêu thẳng. Rất thẳng và nhẹ. Độ cứng là 3.5H. Đến từ thương hiệu Daiwa. Đây, em cho các anh xem cái đầu nó lại. Cái này thì đường kính ngọn của nó hiện tại là 0.8 ly, trọng lượng là 90 g nha. 4m ạ. Dài rất thẳng. Giá bán là 1.750.000. Mã cần câu số 24 1.750.000. Rồi sang 25 gửi đến các anh một cây súp nè, Shimano súp Leader nha các anh. Này lúc trước bán giá cao lắm các anh, bây giờ bán 21 à. Cái này Shimano súp Leader hàng tốt rồi, hàng cao cấp rồi. Dài là 4.05 m, độ cứng DX, bản Indonesia xuất Nhật nha. Hàng qua sử dụng thì nó sẽ có cái tình trạng ngoại hình như vậy. Chữ đẹp ha, chữ còn đẹp. Bát còn nguyên vẹn là tốt ha. Dàn khoen Fuji, loại xứ xám hết. Không lỗi lầm luôn. Và có cái đầu ngọn nguyên vẹn, không hụt. Có định vị khoen. Hàng không lỗi nha các anh. Nước sơn bên trong còn khá ổn định nè, còn bóng luôn. Ở đâu có xước thì em quay rõ cho, ở đâu không có thì em lướt nhanh, em xin phép lướt nhanh thôi. Cái này bên trong rất đẹp nha các anh, trừ đây nó có xước nhẹ thôi, không sao. Đảm bảo chất lượng cho mình là được. Rồi. Đây là mẫu súp nha. 4.05 m, cứng DX, cứng 27 đó các. Ngọn 2.5 ly, trọng lượng là 400 g, góc là 22.5. Em bán giá 2.1 triệu nha. Chơi mã số 26 2.100.000. Rồi sang 27, gửi đến cái cần câu tay này, đơn đài Hirabuna dài 6.3 m, độ cứng cần là 5H, đi kèm túi vải luôn. Đấy, rất đẹp nha. Cái này xấu lóng, cái này em lên nhiều rồi, các anh cho em xin phép lên nhanh nha. Em kịp thời gian. Mã số 27 đúng không? Rồi, có đi kèm túi nha. Em sẽ đọc cho các anh thông số. 6.3 m, cứng 5H. Bản Korea xuất Nhật, có tổng cộng là 6 lóng và phôi carbon sẵn toàn thân luôn. Cái ngọn cũng là ngọn carbon nha. Đường kính ngọn 1.3, trọng lượng 220 g. Cái cần này thu gọn lóng của nó là 1.2 m.
À, bên trong có lóng nha, đầy đủ nắp chụp túi vải. Đế thì có phần kim loại, có thể rút ra để buộc bảo hiểm và lỗ thoát nước luôn. Đế này đế kim loại. Tay cầm được làm nhám thì rất là khó bay màu. Rồi, cái này ra rất thẳng nha các anh. Trọng lượng 220g, giá là 1.050.000. Mã 27, 1.050.000. Rồi, sang 28 sẽ là cần cắm gốc cho mình. Đây, cắm gốc Okinawa Manbika. Cái cần này là hàng câu tốt, câu dịch vụ tự nhiên đều được, đánh biển hoặc là câu cá tra. Cần này 2m4, độ cứng rất cao, 2-300 lợn. Ha, ngọn to cho mình, ngọn của nó là 3.7 ly. Phôi rất là dày nha. Đây là mẫu cần dựng cắm gốc các anh. Dàn khoen của nó là dàn khoen RV nha. Khoen RV, khoen Fuji Titanium sứ màu vàng ha. Bát vặn Fuji nhá. Chiều dài 2m4, phôi xoắn ít hai da hết. Đó, các anh có thể đầu tư để lấy cây này. Halo to, đẹp, bu 16. Ngọn cần 3.7 ly, trọng lượng 398g. Cây này em bán rẻ nhất thị trường rồi đó các anh. 1.850.000 nha. Chơi mã 28, 1.850.000. Rồi sang 29, cây ba khúc nữa nè, em cũng sell luôn nha. Trước em bán 1.900.000, cây này em cũng bán 1.850.000 luôn. Rồi, dài 3m15, cứng, 3XH. Cây này câu tra dịch vụ ngon lành. Chiều dài 3m15. Có thể đại mồi lên đến 1,5 cũng được. Khoen là khoen Fuji Titan nha. Titan thì nó làm bạn 7 màu cho mình. Đầu bu thì bu 16 rồi. Ngọn là 3.8 ly. Đó. Săn hàng nha. Hàng săn hàng đó các anh. Độ cứng cao lắm. Này ngọn 3.8 ly. Trọng lượng là 574g. 2 khúc. Dài 3m15. Mã số 28. Giá là 1.850.000. Đường kính ngọn 3.8 ly. Trọng lượng 574g. 28 là 1.850.000. Rồi sang 29, 30, 31 nè, có ISO nè. ISO đầu tiên thì em gửi đến các anh một cây Daiwa, ISO Daiwa. Cái cần này dài 4m5, độ cứng 1, Daiwa Emblem, hàng sản xuất là Taiwan xuất Nhật nha. Mã có tem vàng, bát gặp chính hãng Daiwa, còn nguyên chưa tháo rời luôn nha. Ở đây là mấy cái vết keo trẻ bèo có thể lau chùi được. Đế nguyên vàng nè. Đi kèm thì khoen Fuji xích đó các. Hỗ trợ cái nắp chụp Fuji STC hỗ trợ luồng dây. Này, Fuji xích hết các. Mã 29 nha, 29. Rồi tiếp tục các anh nha. Cái cần thì nó có hiện tại là bên trên ngọn của nó là ngọn đặc, nó có ba khoen chạy. Tất cả dàn khoen đều là Fuji loại xứ xích hết. Đây ngọn đặc sợi thủy tinh nè. Đó, nguyên cái ngọn đặc luôn. Được sơn nước sơn màu bạc luôn đó ra. Cái cần phôi xoắn nổi hết. Ai nào chơi ISO sẽ biết thông số độ cứng nha. Rồi. ISO thì các anh câu gần, câu đơn đài trợ máy, câu cầu cạn đều ok. Hoặc là làm càng tay nha. Đóng semi chống nổ đầy đủ nè. Khoen này là khoen chạy nha. Cái này thì nó có cái dòng HX công nghệ của nó ha. Đai qua. Rất là nhẹ. 4m5 cứng 1, ngọn 0.9 ly, trọng lượng 143g. Mã bao nhiêu các anh? 29. Em bán là 1.150.000 nha, giá sale nha. Mã 29 1.150.000. Rồi em sang 30 sẽ là cần câu Shimano. Cũng là mẫu ISO khoen bé. Chiều dài 5m3, độ cứng 1.5, bản China xuất Nhật, có khoen bát đều là Fuji nha. Đế rất là đẹp các anh. Có tem vàng, mã code luôn. Này. Các anh muốn biết hàng chính hãng hay không, các anh cứ chụp hình đi, em đưa lên đây thì em đó, quay rõ trực tiếp cho các anh cứ chụp màn hình lại, mình cứ gõ cái mã code hoặc là cái tên thương hiệu của nó là các anh biết hàng chính hãng hay không à ha. Rồi, chàng khoen Fuji nè, các anh xem. Tất cả đều là hàng đều của Nhật hết. Mấy linh kiện Nhật hết ra. Này, 4 khoen chạy ha. Ngọn cần hiện tại là ngọn đặc, ngọn rộng nha. Ngọn carbon đó các, ngọn carbon nha. Ngọn nó dài lắm. Có 4 khiên chạy rồi. Này, bên trong nó sáng bóng hết. Sáng bóng hết ha. Đẹp lắm, cây này rất đẹp nha.
Đường kính ngọn 1 ly, trọng lượng 218 g. Mã 30, giá là 730 nha. 30 730 nghìn. Rồi sang 31. 31 em có một cây dài 5m3, độ cứng 1.5, hàng bại Nhật nè. Cây dòng này có chữ đẹp chưa? Đấy. Solfetta Silvio. Này nghe tên đọc à, thương hiệu Solfetta. Đây nó thiết kế nè ha. Này thì có bát hạng. Khuyên hạng luôn các anh. Khuyên hạng, khuyên này mắc keo này, khô keo, đẩy ra đẩy vào nó xúc không sao. Em sẽ chích keo lại hỗ trợ mình ha. Cái này thì có 4 khuyên chạy và ngọn carbon dài đẹp luôn. Và nước sơn cái này thì khỏi bàn. Hiện tại bên trong này nó rất là sáng rồi các anh. Sáng bóng luôn á. Đẹp lắm. Quan trọng là thông số chiều dài độ cứng mà mình tìm ha. Đường kính ngọn 1.2, trọng lượng 315 g. Giá bán là 500 nha. Căn này thì mã số 31, 500 nghìn. Sang 32, em gửi đến căn cần câu lu này các anh, lu Shimano S-Ride nha. Có đi kèm túi vải luôn. Này bạn dép 11 cho mình. Thì cái này dài là 2m49, dùng cho máy ngang đó các anh. Độ cứng thực của nó là tầm M. Hả? M trở lên. Bởi vì nó tải mồi là 7g đến 30g mồi luôn đó các anh. Có thể tải mồi nhẹ, mồi mềm nè, cho đến là mồi nhái thật cũng được nha. Cái này thì lực tải lên đến 12 lb. JBA dùng 2.5. Made in Japan có mã code nè. Phôi cần là phôi carbon xoắn ít nha. Xoắn ít cho mình. Khoen là khoen Fuji hết. Tất cả đều là khoen Fuji nha. Loại sứ được mài tròn này, các anh ra dây được tốt này. Ném mà nghe tiếng gió luôn á các anh. Hả? Dùng máy ngang các anh. Cái này là mẫu cần lu nha. Cần rê đó. Lu cá sợp, cá chuối rồi. Cá chẽm, cá vượt, cá măng rồi ha. Rồi dài 2m49, độ cứng tầm M. Ngọn 1.9 ly, trọng lượng 146g. Giá bán 750. Mã 32, 750k. Sang 31 thì gửi đến các anh cần máy ngang, máy đứng nha. Máy đứng cũng vậy các anh. Thì cây này nó ngắn hơn thôi. Nó dài là 2m28. Anh nào muốn 2m49 thì em vẫn có nha. Nè, khoen của nó, khoen lớn thì nó được có đóng chữ Fuji vào để cho các anh nhìn nó rõ hơn. Còn những cái khoen nhỏ thì nó sẽ không có ha. Thì nó đều là hàng Fuji hết. Đây, chữ lớn nó có nè ha. Đấy. Tay cầm là tay cầm gỗ bằng các anh. Cứng tầm M nha, thông số cũng vậy. Tại mồi 7g đến 30g mồi. Chiều dài cần là 2m28. Căn mã 33 em để giá cho mình là 700 nha. 33 700k. Về dùng trải nghiệm đi các anh. Này ngon lành, mút theo gió luôn đó. Đường kính ngọn 1.9 ly, trọng lượng 127g, 33 700. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem theo dõi kênh em nha. Anh nào đặt hàng thì vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình giúp em. Số điện thoại của em là 0356776692. Và các anh cần mấy câu, cần câu thì cứ liên hệ em. Mấy câu thì em có ha, em sẽ tư vấn cho các anh. Rồi, xin chào tạm biệt.